Vì sao người Việt hào hứng trước việc BBC đóng cửa ban Việt ngữ? BBC tiếng Việt cùng một số ban châu Á khác chính thức tổ chức buổi chia tay hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của BBC ở London, đánh dấu chấm hết cho chương trình kéo dài hơn 70 năm, tính từ buổi phát sóng đầu tiên ngày 6 tháng 1 năm 1952, nguyên nhân được cho là do vấn đề tài chính. Đây thực sự là tin sốc với kẻ xưng danh đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, cả trong và ngoài nước, bởi với họ, như chính từ tiết lộ nội bộ nhóm Nhật ký yêu nước, BBC Việt ngữ được xem đẳng cấp truyền thông giá trị khả tín hơn mấy trang báo lá cải nhảm nhí của nước ngoài về Việt Nam, kể cả so sánh với VOA, RFA. Với những kẻ chống phá trong nước được xuất hiện trên BBC Việt ngữ, họ sẽ đánh giá cao hơn trong mắt chính giới quốc tế, nhà tài trợ phi chính phủ. Bởi vậy, những kẻ chống phá trong nước từng hiện diện trên BBC như Nguyễn Lân Thắng, chẳng hạn, luôn tỏ vẻ tự hào và đẳng cấp hơn đồng bọn của họ. Dẫn chứng như vậy để hiểu rằng sự ra đi của BBC Việt ngữ đồng nghĩa với việc cái được gọi là phong trào dân chủ Việt Nam mất đi hẳn một kênh lăng xê quảng cáo có tính thương hiệu quốc tế. Mặc dù nguồn tài chính của BBC dựa vào các nguồn thu từ truyền thông, quảng cáo, nhưng thực chất ai cũng biết BBC nhận được nhiều nguồn tài trợ từ các cơ quan ngoại giao và tình báo của Vương quốc Anh. Có lẽ hơn 7 thập kỷ hoạt động nhưng không hiệu quả như mong muốn, nên mới đây BBC tiếng Việt cùng một số ban châu Á khác đã phải nói lời chia tay để tiết kiệm ngân sách của thế giới vụ của BBC. BBC Việt Nam Miss sẽ đóng cửa văn phòng tại London và chuyển văn phòng về Bangkok, Thái Lan. Đi kèm với quyết định này là việc BBC sẽ sa thải hàng loạt nhân viên của ban này, từ 10 người rút xuống còn 3 người, tức là nằm trong trạng thái thoi thóp chờ chết. Như vậy, từ nay BBC tiếng Việt với vài nhân sự ở văn phòng Thái Lan sẽ không còn cấp kinh phí hàng ngàn USD mỗi tháng để nuôi dàn cộng tác viên kiểu như Nguyễn Lân Thắng, chuyên cung cấp tin bài, trả lời phỏng vấn bóp méo diễn biến tình hình liên quan đến Việt Nam theo ý đồ chính trị của thế lực ngoại bang nữa. Với ba nhân sự ở Thái Lan, BBC Việt ngữ bề ngoài cũng lắm chỉ được duy trì như tờ báo mạng chuyên đi xào xáo cắt dán tin tức về Việt Nam, chìm nghỉm trong hàng vạn trang tin báo mạng khác. Điều này lý giải vì sao tin này lại được dân mạng trong nước chào đón, vui mừng, chia sẻ rộng rãi với đủ lời bình luận hưởng ứng. Đối với dư luận trong nước thì từ lâu BBC Việt ngữ đã được ví von với nhiều cụm từ thậm tệ, chẳng hạn như báo bồn cầu nhằm lên án bản chất hoạt động của nó đằng sau thương hiệu truyền thông đồ sộ lâu đời. Trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua, nhiều bình luận thẳng thắn chỉ ra rằng đây là kết quả tất yếu của một cơ quan truyền thông nuôi dưỡng giặt những thành phần cực đoan kiểu chống cộng cờ vàng hải ngoại, tài trợ khủng cho các cây bút chống phá đất nước chuyên đăng tin sai sự thật về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam. Nội dung viết về Việt Nam của BBC Việt ngữ lâu nay trái ngược hẳn với tiêu chí hướng tới báo chí chính xác, trung lập, độc lập, công bằng. Khi bạn không còn là hãng truyền thông đúng nghĩa, người đọc sẽ quay lưng và cái kết phải đóng cửa sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Họ mong mỏi, không biết bao giờ sẽ là ngày tàn của RFA, VOA tiếng Việt giống như anh bạn BBC Việt ngữ kia. Có thể nói, trong thời đại số, với nguồn tin rộng mở, người đọc dễ dàng kiểm chứng những thông tin thiếu khách quan, sai sự thật và cung cách truyền thông ác ý. Khi lượng người xem sụt giảm, dẫn đến các nguồn thu khác tuột dốc theo, thì án tử chỉ là vấn đề thời gian. Hy vọng rằng với sự đóng cửa của BBC Việt ngữ là bài học cảnh tỉnh cho những cơ quan truyền thông nước ngoài như RFI, RFA, VOA, mặc dù ai cũng biết rằng sự tồn tại của những công cụ tâm lý chiến này do sự dung túng, hậu thuẫn của chính phủ phương Tây. Từ chính phủ phương Tây, nhưng nếu không thay đổi, ngày càng mất uy tín với người đọc trong thời đại truyền thông số bùng nổ như hiện nay, thì án tử sẽ sớm đến với họ, bởi không một thế lực nào chấp nhận nuôi dưỡng mãi những quân cờ không còn hữu dụng cả.